Xin chào, mình là Bắp đây. Bắp xin chúc tất cả ông bà cô chú anh chị mình thật là nhiều sức khỏe và vạn sự bình an. Hôm nay Bắp mang niềm vui đến cho ông Bảy cả nhà mình. Có một anh Mạnh Thường Quân ở Sài Gòn đã gửi quà cho ông Bảy. Để không mất thì giờ của quý ông bà cô chú anh chị mình, Bắp mời cả nhà mình xông thẳng vào nhà ông Bảy để gõ cửa thăm ông Bảy xem ông Bảy đang làm gì nha cả nhà. Bắp mời cả nhà mình. Không biết có ông ở nhà không cả nhà ơi. Buổi chiều hôm nay thì mây đen đang kéo tới cả nhà, không biết mưa lúc nào. Không biết cả nhà mình thấy có rõ hay không, trời mù đen luôn. Alo, có ai ở nhà không? Đang chọc ông Bảy cả nhà, ông Bảy lên tiếng rồi. Con chào ông Bảy nha. Chào con. Dạ, ông Bảy đang làm gì á? Đang nấu cơm này. Dạ. Cơm chín chưa ông Bảy? Chín rồi. Hôm nay chín rồi. Hôm nay ông Bảy ăn cơm trễ ha. Ăn cơm trễ. Rồi hôm nay buổi chiều hôm nay thì ông Bảy ăn cơm với cái gì? Ăn cơm với cháo. Ăn cơm cháo hả? Ông Bảy đâu rồi? Con có mang cho ông Bảy một ít quà nha ông Bảy nha. Dạ. Ông Bảy ngồi đây ông Bảy. Ngồi đây ha. Dạ, tại vì con quay bằng máy quay á, ngồi trọng tối quá. Đây. Cảm ơn con. Con có mang cho ông quà đây. Trời ơi, quá trời. Đây là quà của một anh Mạnh Thường Quân ở Sài Gòn đã gửi tặng cho ông. Vậy đó hả? Dạ. Cảm ơn quá trời luôn. Tặng cho ông một chiếc quạt thần kỳ gọi gió. Những lúc mà ông buổi trưa nóng không ạ? Ông quạt cũng đỡ nóng ha. Quạt chứ. Dạ. Còn cái này thì ông biết cái này cái gì không? Ai biết. Cái gì gì? Khui hộp luôn hay không? Hả? Khui hộp luôn đi. À. Ông chưa biết cái đó là cái gì cả nhà mình. Này gì đây? Trời ơi, cái này bình thủy á. Dạ. Thôi, cảm ơn quá trời luôn. Con mua cho ông một cái bình thủy để ông nấu nước sôi á. À. Rồi ông bỏ vô bình thủy để ông chứa ông giữ nóng, rồi những lúc mà ông pha trà hoặc là ông pha mì á. À. Ông ăn khỏi mất công nấu nước nhiều lần. Dạ. Nóng. Còn con mua cho ông là rau nè. Rau. Cải bắp thảo. Với lại bắp sú. Rau muống. Mua cho ông một ít chả cá. Trời ơi. Đặc sản Cà Ná luôn. Đặc sản. Dạ ngon lắm ông à. Ngon lắm. Xíu nữa ông lấy chả cá này ông cắt nhỏ nhỏ ra. Cái ông bỏ trong nồi á. Rồi ông kho. Ông kho khỏi nó bị hư nha. Phải rồi. Để dành ăn. Dạ. Để cắt nhỏ nhỏ cái kho. Ông vui không Bảy? Vui chứ. Quà rồi cũng nhờ cháu rồi, giúp vài lời mấy cháu kia ở Sài Gòn mới biết thôi chứ. Thành ra cảm ơn quá trời luôn. Dạ. Ủa hôm nay có ai tới thăm ông Bảy không? Không, bữa nay tròn ngày nay không có ai tới. Dạ. Hôm nay có con tới nè. Thì con tới. Cảm ơn. Có tới rồi cho bình tẩy cá, chả cá. Dạ. Rau cải rồi. Cảm ơn quá trời luôn. Bây giờ con sẽ phụ ông nấu cho ông ăn một bữa nha. Tại vì giờ này con thấy giờ chiều là mà ông hôm nay ông nấu cơm trễ quá. Trễ. Mà hôm nay con thấy cái sắc mặt ông nó không có được tươi như mấy bữa trước. Ông có bệnh gì mệt mỏi gì không? Con cũng hơi mệt rồi, mấy vô mụn nằm đó chứ. Rồi con kêu mấy ra chứ. Mà trong người ông cảm thấy như thế nào? Bị gì á? Không có gì chứ, nó hơi lạnh vậy. Mà bữa nay bận áo, chứ mọi bữa ở trần trụi. Nó hơi lạnh chút, bị trời lạnh như muốn đổ mưa nè. Con nghĩ là chút xíu nữa là mưa lớn á. Trời. Mà ông coi trong người ông nếu mà bị gì thì nói con biết nha. Có gì con không chạy có sao. Không có sao. Chạy ra con mua thuốc, con đem thuốc lên cho ông uống. Biết rồi, nó hơi lạnh lạnh chút nha, không có sao.
chứ ông già rồi mà bệnh xuống cái là nửa đêm nửa hôm thì không không ai chăm sóc ông đâu. Cảm ơn con nhiều lắm. Dạ. Nó hơi lạnh lạnh chút kìa. Cho mấy để bữa nào rảnh rảnh chắc con ra tiệm thuốc tây á, con mua cho ông mớ thuốc thì phân chia ra từng liều sẵn á. Rồi ví dụ như bị cảm đau đầu sốt gì đó. Cảm ơn con. Khi đó bệnh nó muốn. Cảm ơn con. Dạ. Bây giờ con sẽ phụ ông nấu cho ông ăn bữa nha. Dạ dạ. Rồi hai ông cháu mình sẽ lặt rau và nấu cho ông ăn một bữa nha cả nhà mình. Tại vì bắt thấy bây giờ cũng chiều sắp tối rồi mà ông mới có nấu cơm à. Cũng tranh thủ tại vì nhà nó không có điện nữa. Mát không ông? Ông Hoàng mát không? Mát chứ. Không hoặc cái hay vậy. Dạ. Bây giờ chiều hôm nay con sẽ xào cho ông một ít rau muống để ông ăn cơm nha. Dạ, rồi còn một ít ông để ngày mai ông rau muống đây ông ngâm nước á là nó tươi hoài à. Phải rồi. Dạ, sợ mình sợ nó già thôi. Đó. Hết chết chứ. Dạ. Con xào một ít cho ông ăn. Ngon mướt ha. Dạ. Ngon mướt. Có rồi, hoạt rồi, khỏe rồi. Tập video trước á, cả nhà mình Bắp có mua cho ông bánh cuốn và kêu ông ra ngồi kia, ông ngồi ông ăn á. Thì có nhiều cô chú nói là sao không ở bên trong ăn cho sạch sẽ mà đem ra ngoài chỗ này đóng rác. Cả nhà mình cái đó không phải là cái đống rác cả nhà, chắc gạch kiểu như cả nhà không có nhìn thấy rõ, cái đó là cái đống xà bần. Đống xà bần, cái đống gạch đó, đống cả gạch nhà không chứ phải là đống rác, nó cũng sạch sẽ lắm tại vì lấy chổi quét rồi cả nhà mình. Rác chưa hết đâu. Ông ngồi đó ông ăn chứ không có dơ gì, không có dơ đâu cả nhà. Nó sạch lắm chứ đâu có dơ đống xà bần. Dạ, nhiêu đây được không ha? Thôi nhiều hứ hự rồi. Dạ. Con ơi. Nhiêu đây ông ăn nó dữ lắm rồi. Để đó, ông để ăn đó. Xíu mang cơm chiều. Rồi chập tối ông ăn lần nữa. Cho nó hết nha. Cái này mình để sáng mai ăn được đâu. Vậy đó hả? Dạ. Còn bây giờ là cái nồi này sạch đúng không? Sạch trơn hả? Dạ. Ông rửa sạch trơn hả? Dạ. Bây giờ chả cá con sẽ cắt ra nhỏ nhỏ rồi con bỏ vô con kho cho ông nha. Không biết nhờ ông còn tiêu không? Nhà ông còn tiêu không? Không có. Không có. Không có tiêu. Không có tiêu. Thôi kệ, ăn đại vậy cũng ngon rồi con. Không có tủ lạnh. Cái này mình bỏ hoài sợ nó hư. Phải rồi. Không có tủ lạnh. Để hoài nó hư đó. Để con rửa con dao đi. Mình bỏ xíu nước mắm kho mặn mặn á. Ý là mình ăn xong cái gần tới bữa ăn cái mình hâm lại. Bị hư. Ăn thử miếng không? Ngon. Hả? Ăn nóng thử miếng còn nóng luôn á. Ngon lắm. Ngon không? Ngon quá trời. Con ăn miếng bự. Dạ không ơi con. Mấy cái này con mua ăn hoài à. Ngon quá trời. Ông giờ già rồi ăn mấy cái thứ mềm mềm nó dễ ăn. Răng yếu á. Ăn cỏ ăn sợ mắc cổ rồi con ơi. Mấy cái mà cứng nữa. Dạ. Hơn nữa cá xương rồi đó. Ủa con nghe nói là mấy hôm trước là có ai tới kêu ông đội nón đi ra nghĩa trang hả? Ủa ai vậy ông? Thằng quỷ hồi nhỏ nào không biết. Nó cũng lớn rồi à. Dạ. Nó cũng có ba mấy tuổi rồi à. Là rồi là chuyện như thế nào không? Nó kêu xách cái bao rồi bỏ ba chai ngủ đó. Dạ. Rồi đi ra nghĩa trang mấy. Nghĩa trang mấy nó la ở ngoài chai dữ lắm. Mình cũng không biết kìa. Dạ. Cái đi theo nó. Thì ra ngoài có đâu, có lượm được chai nào đâu. Rồi nó kêu dây mặt kêu mã vậy nè. Cái nó quay. Bữa đó rồi cái kết. Rồi cách hai bữa sau á, rồi nó kêu đội nó lá gác á, cũng quẩy cái bao rồi thì ra cục đá bự đó ở sau có cái mé đó. Dạ. Rồi cứ kêu nhầm nhũ
nằm xuống rồi nó ra chừng nào nó đi vô, nó kêu ông thì ông thức dậy, cái nó vô nó kêu ông Hai ơi ông đi đâu đây, ông đi lượm ba chai mũ rồi, nó mệt quá bây giờ nằm nghỉ mát, cái nằm cho nó đỡ đau lưng vậy thôi. Sao ai mà kỳ cục với ông? Ai kỳ cục thì lại rồi đó luôn. Đang kho chả cho ăn cơm cả nhà mình. Trong thời gian chờ đợi thì bác sẽ quay một vòng cái khu vực xung quanh ngôi nhà của ông đang sinh sống cho cả nhà mình xem nha. Tại vì cũng có một số cô chú anh chị cũng mong muốn là xem cái khung cảnh xung quanh ngôi nhà của ông đang ở. Bây giờ bác sẽ quay toàn cảnh cho cả nhà mình xem ha. Đây. Ở đây vắng lắm cả nhà mình ơi, không có bóng nhà nào hết á. Chạy một đoạn xa mới có một cái nhà. Đây là cái tuyến đường quốc lộ 1A. Quay cái chỗ này cho cả nhà mình biết luôn. Cái chỗ này cái ngay cái điểm này luôn cả nhà. Là ngày xưa là có một cái tấm bảng mà đè chết hai người cả nhà. Đó này là ngay cái bụi cây đó luôn. Trời sắp mưa rồi cả nhà ơi, cho nên nổi gió dữ lắm. Đó, cái khu vực ngôi nhà là bên kia cả nhà. Đây là một cái tảng đá lớn. Bây giờ mình sẽ đi một vòng ra sau nha. Hôm bữa là ngồi ăn ở đây cả nhà, cũng lấy chổi quét sạch sẽ rồi mới cho ông ngồi. Còn cái này là cái đống xà bồng thôi cả nhà ơi. Đá thôi, đá gạch thôi chứ không có rác, cho nên không có dơ gì mấy cả nhà. Đây là cái giống cây của ông đang ương nè. Bí gì á. Quay sau hình như là cái này là toilet hay nhà tắm gì cả nhà. Và bây giờ là rừng rậm, cây cối rừng rậm ghê lắm. Đây có một cái tảng đá nứt một đường, nó chẻ làm hai luôn. Ở trong cái tảng đá này là có ba con tắc kè rất là to luôn cả nhà, đang trú ẩn ở trong này nè. Mình thấy hoài luôn, đó đang ở đậu trên kia, nó đang bám trên cục đá trên kia cả nhà mình. To lắm mà không biết, tối quá cả nhà không thấy rõ đâu. Đây cũng có một con thằn lằn đá. Này là con thằn lằn đá. Phía sau thì toàn là cây cối um tùm, rậm rạp lắm cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ đi thẳng ra sau một chút xíu nữa nha. Hiện tại bây giờ là hình như là 5 giờ mấy rồi cả nhà. Đó, phía sau đây là cái đường rầy tàu lửa. Còn phía trên kia đó, còn phía trên kia thì nghĩa trang cả nhà. Mộ mã không à. Bên phía bên này thì trên tảng đá bắp có thấy một cái miếu thờ, có một cái hình tượng Quan Âm Bồ Tát. Mà xa quá cả nhà không thấy đâu. Tại vì mình đang ở ngoài nhìn mắt thường á, mình nhìn rõ. Khu vực ngồi sau chỉ toàn là núi, cây cối không à, với lại nghĩa trang. Cái đoạn đường rầy tàu lửa ngay đây thì một cái đoạn đường là đoạn đường cong á cả nhà, rất là nguy hiểm. Người đi bộ đi qua đường phải quan sát cẩn thận. Bây giờ mình sẽ đi vô trong lại cả nhà mình nha.
Chả thì kho xong rồi cả nhà mình ơi. Bây giờ luộc rau, hồi nãy là tính xào rau muống cho ông ăn nhưng mà ông là hết dầu rồi. Bữa nào con ghé thì con sẽ mua tặng cho một chai dầu ăn nha. Dạ, con đâu có biết đâu, hồi nãy con biết là con mua cho ông rồi. Ủa rau chín hả không? Chín rồi. Dạ. Lẹ nóng rau muống này. Wow, quá đã luôn. Quá đã luôn. Ăn rau muống nhiều có cái chất xơ á ông à? Cái bác sĩ người ta nói có chất gì đó ông ấy. Chất xơ á? Ừ. Dạ. Ông đang ăn cơm cả nhà mình ơi. Đây là bữa cơm đơn giản của ông. Con chúc ông ăn ngon miệng nha ông Bảy nha. Ừ, cảm ơn con. Dạ. Ăn quá ngon. Ngon không? Chả rồi rau muống luộc rồi kìa. Dạ. Chấm nước mắm ăn quá ngon. Mà thôi luộc rau ăn cũng tốt ông à. Tại vì ông lớn tuổi ăn dầu mỡ nhiều quá thì cũng không nên ông ha. Rau muống này cũng có vị thuốc. Dạ. Ngon mướt luôn. Rồi muốn chấm nước mắm hả? Ừ, chấm nước mắm. Ông có nước tương không? Có mà thôi, chấm nước mắm cũng được. Dạ dạ. Mắt không gót. Có sẵn chai nước mắm gót rồi á. Ông gấp chả ăn không ạ? Ừ. Nhìn ông thương quá cả nhà mình ơi, lũi củi giống mình à. Ông ăn nhiều vô cho có sức khỏe nha ông nha. Ừ, cảm ơn con. Dạ. Con có mua cho ông một mớ rau á. Ông để dành ông ăn khi nào hết á, mai mốt con chạy ngang qua rồi con mua ít rau cho ông ăn nha. Cảm ơn. Dạ. Ông ơi. Không. Có một anh ở Sài Gòn á, đã xem được cái hoàn cảnh của ông á. Ừ. Thương ông gửi cho ông một ít tiền. À. Là anh Nguyễn Hiền Nhân ở ở Sài Gòn ở quận 12 á. Dạ. Dạ. Là anh Nguyễn Hiền Nhân. Nguyễn Hiền Nhân. Dạ, ở Sài Gòn á, ở quận 12 á, đã gửi cho ông một ít tiền. À. Là gửi cho ông 500.000. À. Là con lấy số tiền đó, con 500.000 đó con mua bình thủy nè, là thức ăn này kia rồi á. Ừ. Là hết 200.000. Ừ. Là còn dư 300.000. Trời. Bây giờ con sẽ gửi tiền cho ông nha. Cảm ơn con quá trời. Dạ. Cảm ơn Nguyễn Bác Nhân. Bảy. Dạ, Nguyễn Hiền Nhân. Bác Bảy cảm ơn Nguyễn Hiền Nhân. Dạ đúng rồi, ở quận 12 Sài Gòn á. Quận 12 Sài Gòn. Đây còn dư 300.000 con gửi cho ông nha. Cảm ơn con quá trời luôn. Dạ, đây là món quà yêu thương của anh Nhân gửi cho ông á. Cảm ơn. Dạ. Quá trời luôn. Dạ. Ông ơi, ông cất tiền cho kỹ nha. Dạ. Cất cho kỹ rồi. Dạ, cất cho kỹ để nhiều khi sợ kẻ xấu ông à. Đã rồi. Gần kẻ xấu rồi, con cho cái... Thế nó lấy mất tiêu. Để lúc Lâm Nguy bỏ túi, lúc Lâm Nguy đặng có gì đó mua thuốc uống hoặc ăn đồ
cảm ơn lắm chưa. Dạ, ông cứ giữ số tiền đó đi, rồi để mua thức ăn, rồi ông thích ăn cái gì là ông mua cái đó. Ừ. Còn mấy cái thuốc men á, nói chung nhà con gần đây con thường xuyên luôn á, con đi ngang qua thì con mà thấy ông bệnh đó là con chở ông đi bệnh viện. Cảm ơn con mua thuốc cho ông uống nha, ông yên tâm nha. Ừ, bác Bảy cảm ơn. Dạ, ông cứ dùng cái số tiền này mua thức ăn ăn để cho có sức khỏe nha. Ừ. Dạ. Cảm ơn con. Ông ơi, bây giờ cũng chiều tối rồi ông à. Ừ. Bây giờ con cũng xin phép ông con về luôn nha. Trời ơi vậy hả? Cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Cảm ơn con nhiều. Ông ăn uống rồi xong ông nghỉ ngơi nha. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Cảm ơn con nhiều. Có dịp sau rồi con ghé quay lại con ghé thăm ông nha. Cảm ơn con nhiều. Dạ. Cảm ơn con nhiều. Thì một lần nữa Bắp cũng xin thay mặt ông cảm ơn anh Nhân rất là nhiều luôn. Không biết nói gì hơn thì chúc cho anh và gia đình thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an. Cảm ơn anh rất là nhiều. Bắp cũng xin tạm dừng video tại đây luôn cả nhà mình ơi. Cảm ơn cả nhà mình đã lắng nghe và đồng hành trong tập video này của Bắp nha. Chúc cả nhà cũng thật là nhiều sức khỏe. Tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà những tập video sau nha. Bye bye.